Em đi theo. Ui. Anh ơi. Toàn tôi rồi. Hello. Toàn Ngọc rồi Toàn. Dạ, sao nó bắt em vậy? Vì em đen. Cái gì vậy? Rồi, cái gì này em đi. Lâu anh em nhé, chúng ta lại tiếp tục một con game tên là Backroom Descent. Ok nha. Được chưa? Ok, vui. Để Ngọc tạo phòng hay để tôi tạo phòng đây? Hay để tôi tạo phòng đi? Ok. Ngọc thấy phòng em, ấn refresh để thấy phòng nha. Yeah. Ok, vào đi. Đấy. Có vẻ như nhân viên ở đây thích mặc đồ bó anh em nhé. Lúc trước là tôi chơi Backroom là nhân viên ở đây toàn mặc mấy cái đồ rộng thùng thình không? Phòng ra kiểu như phi hành gia rồi như không? Có vẻ như Backroom này mặc đồ hơi bó tí, tôi thấy là hơi bó sát tí. Vào kẹp. Ui vào rồi. Ôi giời, chuột hơi nhanh nhỉ. Ôi chỉ chỉnh chuột đấy. Anh em nghe gì không? Video lên tí. Rồi, full rồi. Úi sổ, đồ họa cũng đẹp chứ. Được rồi, chỗ tập đoàn sinh cái gì đây? Chuyên nghiên cứu và điều tra cái gì đây? Một cái catalog à? Hãy tới phòng điều khiển à? Ây xa. Lũ. Phòng đâu nhở? Sao mới cửa được kìa? Em ở phòng nào? Em lấy cái bảng chưa? Ôi, chưa lấy cái bảng cái đòi lên đi ra ngoài. Chồng. Thanh niên thiếu đói anh em nhé. Anh thanh niên thiếu đói. Cô lao giật gì không anh em ơi? Ôi chị hạc tiền nhá. Em này cũng được đấy, để đừng ngưỡng đâu ra. Chồng vui chi chứ trời. Oh, let's go. Game này tối đa là 4 người anh em nhé. Thế này nãy là tôi thấy là tối đa 4 người. Đấy, chức năng mở cửa đóng cửa là thấy thấy được đấy. Ok đấy. What the heck. Qua anh em sân thủy nhá. Gì đấy, active cái gì đấy. Úi dồi. What the hell. Điều nào. Finger mở cửa đóng em. Không có được. Có được à? Còn đường ở đây nè. Phải không? Không phải được luôn. Đi xuống đây đấy. Ui chị Hà Kiệt nhá. Không có búa thò à anh. Cấm mà. Tại vì lúc trước tôi phá quá. Tôi phá bắt bách rung quá nên là người ta thu hồi búa thò lại rồi anh em nhá. Thu hồi rồi. Cái gì đây? Máy tính mít tổng gì đây? Cái gì đây? Không biết đi. Nhiệm vụ là chúng ta là ôi hoàn thành rồi đây. Chúng ta chỉ cần vô thang máy thôi. Là xong. Yếp, có cái thang máy thôi mà lắm dây vậy. Cái này là như thang máy đi xuống chiều không gian khác à? Lắm dây vậy. Đi em ơi. Tò mò nữa. Ôi giời. Cái gì đây? Để tôi nó bay à? Bay anh em để tôi nó bay này.
Mẹ tôi đang rơi tự do. Mẹ không thấy cái gì ở dưới luôn ạ. Ôi, tụi mày ơi, tụi mày. Tôi rơi trước Ngọc rồi. Ôi, toàn tôi rồi, Ngọc đâu mất tiêu rồi. Welcome to the Backroom Descent. Rồi, tôi nghe cái tiếng bóng đèn quen thuộc ở trong cái game này nhé. Ôi, cảm ơn anh em Xuân Xuân nào, tặng cái gì đây? Xuân Thủy đâu tặng cái gì đấy? Ấn T để bật đèn pin à? Sao cái game này không có pin thì tôi bật thoải mái. Ô, thôi. Bọn em đâu vậy? Rồi. Rồi, lạc mất nhau rồi. Giờ phải tìm nhau rồi. Cái mô típ của game kinh dị đây rồi. Tặng quà gặp quái vật sao trời? Nhiệm vụ là gì vậy? Chúng ta cần phải tìm 9 cái gì đấy. Tìm cái bằng chứng à? 9 cái bằng chứng đấy anh em ạ. Ố, có cái cục băng ở dưới đất nè. Em lượm lên thử đi, em lượm lên thử coi. Ở đây, 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 đây. Đúng rồi đây, đúng rồi đây. Tìm 9 cục băng. Đây này, được 1 trên 9 lần này. Chưa ra tìm, đừng chết nha, đừng chết nha. Tôi tìm với nhau là khả năng oảng cao lắm. Có mũi tên gì này? Ơ đấy. Cái khuôn băng này. Được không? Giúp với. Ơ tôi nghe tiếng. Ê tôi nghe tiếng chân đâu nhỉ? Em ơi, như gần anh rồi đúng không? Em ở chỗ có mấy cái lỗ nè. Anh tại heo cái lỗ chỗ nào vậy? Lỗ dưới sàn. À vậy hả? Anh ở chỗ thang máy em ơi, anh ở chỗ thang máy này. Em đi theo. Ui. Ui mẹ chạy nhanh lắm. Ai. Rồi, toàn rồi. Chết rồi. Anh đi rồi. Ôi sao có tiếng tim đập chưa? Tim đập là em đang ở gần chỗ đây đây. Chỗ con quái vật đây. Bây giờ tìm chục chiếc con bạc đi. Rồi. Ui trời chật toạc. Một cắn. Được không ạ? Không chết được, mình chết chung nha. À, có nghĩa là một người chết là hai người chết là thua luôn. Ừ. Cho nên chỉ cần một người chết thôi, để một người chết thôi. Ê đi. Tiêu cục băng đi, tiêu cục băng đi. Nhiệm vụ chính là tiêu cục băng à? Tìm chín cục băng. Đừng để quái vật kia thấy là được. Ôi mẹ, tôi nghe tiếng tim đập. Hãy cứt. Nè, một cuộn này nè. Anh tìm được một cuộn rồi. Đây, 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 anh tìm thấy hai cuộn rồi. Gì đấy? Ngày thứ nhất à? Day one à? Anh mẹ mà không nhìn thấy nhau nhỉ? Mẹ map bên rộng quá đến nỗi mà không nhìn thấy nhau luôn. Em đang ở chỗ mấy dòng mũi tên. Anh em Xuân Thủy nhá. Eo sớm thế à? Ở kênh tôi thì anh em luôn luôn thấy được những cảnh nhân vật oảng. Được không ạ? Chứ không phải là speedrun. Được không ạ? Chúng ta có nhiều góc nhìn. Tôi tìm cái cuộn băng coi. Ngọc là lạc rồi đấy. Tôi không thấy Ngọc đâu cả. Ơi tiếng nữa hả? Rồi. Ngọc đi rồi. Ngọc là thông báo cho anh em biết là không thể xác nhận được vị trí của địch ở đâu. Có nghĩa là chỉ nghe tiếng thôi chứ không biết là địch. Chết. Chết đi rồi em ơi. Có nghĩa là không biết địch ở bên trái hay bên phải. Ở trên hay ở dưới. Được không ạ? Thôi Ngọc đi rồi. Ngọc quẳng rồi. Quẳng dưới em. Chết rồi. Rồi đi. What the fuck? Gì đây? Làn xuống đen gì đây? Đi vô có quẳng không đấy? What the heck? Ôi đi ra chỗ khác này. Ô con băng. Yeah. Mấy cuộn rồi? 5 trên rồi, 5 rồi. 5 rồi, 5 rồi. Anh lượn được 3 cái, em được 2 cái là 5 rồi đấy.
giờ chỉ còn 4 cái thôi là win. Khả năng là tìm được 4 cái sau là đi tới chỗ thang máy ấy. Ở đây, ở cái thấy con cái kìa. Khả năng là tìm được 9 cái sau đó tới cái chỗ thang máy là kích hoạt thang máy là đi. Là biến được khỏi đây. Ôi, game có thể lực nha. Nghĩa là anh em mình chạy nhiều quá là mệt, có nghĩa là dừng lại là đi bộ đấy. Mẹ tôi đến chân. Cái tiếng chân đâu á? Phòng này hết rồi. Còn 4 cuộn nữa. Đó còn 3 cuộn. Một mình trong backroom, Ngọc đã tèo. Ngọc tìm được đúng 2 cái tèo. Còn mình tôi cô đơn lẻ loi. Mày chỗ nào nó đấy? What the heck? Chỗ nào đó giờ? Ê, tôi thấy cảm thấy là con quái vật ở đây nó chạy nhanh hơn bình thường anh em nhé. Khả năng cao là anh em chỉ cần nhìn thấy quái vật một cái là anh em sẽ hoảng ngay lập tức. Còn mấy cái đâu ấy nhỉ? 3 cái nữa. Ui, tôi cảm thấy tuyệt vọng khi chúng ta tìm được cái cuối cùng. Vớ vẩn đơn đây là thôi này. Ôi. Ơ mày khóa đây, mày khóa đây được không? Mày khóa đây được không? Ơ làm sao mà à thì ra con này không qua được đây. Nó chạy trời đâu vậy? Ơi. Tôi lại tưởng nó để qua được thôi, toang tôi mất. Ở đây, đây. Chắc to quá nên đi sợ rớt xuống dưới cho nên là không dám qua, rén. Điểm yếu thứ nhất, không qua được cái lỗ. Anh! Cái. Ui, có một cái thôi. Còn một cái nữa thôi. Đừng gục. Anh! Ôi, cái bệnh. Toàn tôi rồi, tôi nghe tiếng của nó rồi. Tôi quay về chỗ kia thôi. Quay về cái chỗ hồi nãy thôi. Đây này, chỗ lỗ này an toàn này. Bây giờ anh em mình tìm tới chỗ thang máy để kích hoạt thang máy là sao? Cái thang máy ở đâu tôi không biết. Úp rồi. Anh em nhìn thấy từ trên tường có mũi tên không nhá? Mũi tên là thang máy đấy. Đủ cái chưa nhỉ? Ở đấy. Đúng rồi. Mấy em đâu vậy? Uchiha Kiệt. Tự nhiên đi tới chỗ thang máy bị dí nữa thôi. À đây, đi. Mũi tên đây rồi. Tạm biệt búp bê thân điêu. Yes. Qua màn 1 easy. Viên ngọc có hồi sinh không đấy? Có hồi sinh không em? Chưa, đang thui à? À đây. Ủa cái bàn này. Cái bàn này tôi nhớ lúc trước anh em mình chơi là hình như là mỗi lần tắt điện là anh em mình phải núp trong nhà. Nhưng mà còn cái game này thì tôi không biết. Đi em ơi. Vớ xong mở cửa nước. Ây, đứng gần quá. Úi. Ông cần. Từ từ, nhiệm vụ là gì? Tìm 9 lon nước. What? Một lon rồi.
Đi. Ui, 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 ui. Thằng chạy dạo kìa. Ờ. What the f... Nó chơi mình, nó chơi. Né ra. Mấy bà đó. Đi qua bên kia bên kia. Ôi, dừng lại làm gì vậy? Ôi đi. Chạy đi em, đừng đi bộ nữa. Mẹ em có phải em không vậy? Quê. Tim đập là mình hết thế lực hết. Không phải đâu, tim đập là nó ở gần á. Là con nó ở gần mình nên nó mới tim đập á. Điệp 9 cái lận. Đi nhanh. Bên kia có cái cửa kia. À đây. Mấy lon rồi. Hai lon. Trong cái tướng ngồi hèn. Điểm chân. Đây. Đừng để sót cái cửa này nhá. Ở đây không có, đi. Đây, có con cái đấy. Chỗ nào mở rồi thì mình mở luôn. Tại vì mình tí nữa mình còn kiểm tra lại xem là chỗ đấy có ấy chưa, hiểu không? Đừng đóng cửa. Đóng cửa tí nữa không biết cửa nào mình được vô rồi đâu. Ôi tắt này. Nó đã đóng cửa vô. Tại vì anh em không thể biết được những thứ mà ở trong bóng tối nó là cái gì, đúng không? Nên anh em mà phải đóng cửa lại được không? Ôi trời, chết, đường này cặp đó em ơi. Nó chạy qua đây. Đi qua kia rồi. Mấy con cửa. Có cửa này. Úi dồi. Chạy. Ngọc cũng đi luôn rồi. Trời tối nằm vô. Vừa mở cửa ra nó ở trong ạ. Ổn nát. Khó đấy, màn này khó đấy. Anyway. Rồi. Màn này khó đấy, không dễ đâu. Ôi dồi, nó kìa. Nãy có bà ta. Ủa anh coi. Vẫn không này, vẫn không, không trên 9 này. Ủa toang rồi, em thấy gì hết trơn. Vô. Nhanh đi. Thôi Ngọc đi rồi. Ngọc đi rồi. Ngọc đi thì hãy để tôi gánh tim. Hiến tế Ngọc. Để đổi lấy thứ tốt đẹp hơn. Là bà Quyên trông thấy. Oh shit man. Oh shit. Damn. Mẹ nó ở trong ạ. Ông tối rồi. Sao. Lý do tại sao anh em mà thấy bóng đèn tắt là phải vô trong nhà rồi chứ. Mình phải canh. Bây giờ phải đi theo lệnh của anh nha. Đi.
Từ từ. Bắn phải chỗ điều. Đi, nhanh. Chạy luôn. Đóng cửa lại. Đi giống hồi nãy được á. Chậm mà chắc. Con này trước. Đợi đi, cái đèn tắt rồi đi tiếp. Cứ xoay. phòng này không có. Cứ ở đây, đi kia để tắt. Bằng một cái nguy hiểm. Từ từ phải chắc. Helicopter. Quán này. Ok, con mẹ cũng có cái nó bà. Tiếp cái trần nhà này. Anh nghe hết tường bên này nhìn rất đẹp quá. Hiểu gì đến trần nhà. Let's go. Đi đứng vào trái luôn. Múc đi một vòng chỗ này luôn. Ngọc. Tiếp tục đi em. Rồi đi vô lại đi. Em đi đâu rồi? Rồi, hai đứa luôn. Hai đứa luôn, nhấc cái nách lên. Tại trong cái phòng mà gần cái đường lên là có con đó. Đúng rồi. Hai cùng. Thì ra là cái phòng có con đấy. Anh em ơi, ra ngoài luôn. Anh ra ngoài rồi. Cấp tốc. Quay đó kìa. Nó quay á. Biết rồi. Chín cái hả? Dùng này chín. Ừ, 9 cái lắm. Có một cái. Đấy là cùng lắm là 3-4 cái là hết đát. Anh em mà chết là reset lại từ đầu ấy. Đi qua cửa đối diện. Bên kia có một cái. Ồ, tim đập bịch. Mẹ không có cái nào hết. Đi. Được một từ một con, hai con luôn ạ. Bật đèn anh em. Tí mí. Ủa hết bật đèn rồi à? Tất rồi em. Bật chứ không bật chứ. Đi qua cửa bên kia.
Bên kia là có đấy. Bên kia là có hai lon đấy. Nhớ rồi. Ở đây, chọn rồi. Vậy là cứ tiếp tiếp theo là không có. Tiếp theo không có gì hết. Cái cửa bên cạnh cầu thang là có một con ở trong đấy. Vậy thì mình đi qua cửa đối diện cầu thang luôn. Vậy là game này nó không đứng ngẫu nhiên mà là nó sắp xếp. Anh em xuân tùy nhá. Mà này khó hơn mà này trước đấy. Ủa gì, đi luôn. Này là không có, này là có này. À này là không có, này là không có. Vô nước. Còn tiếp theo là có nha. Là mình chạy sang đối diện luôn. Chạy sang đối diện luôn, hiểu không? Đóng vô. Mở ra một để đây. What the heck? Ồ, đi. Có đối diện luôn. Yo. Bây giờ anh xem kia đi đâu. Đi đến cuối hành lang luôn nha. Đi đến chạy nhà ngoài cuối hành lang luôn. Trước khi vô mình nhìn ở trong cái cửa. Cái cửa có cái kính này hay không? Mình nhìn xuyên qua cái kính xem có thằng nào bên trong không. Mình mới vô. Đừng mở cửa vội. Cửa bên kia có đấy. Cuối, cửa cuối. Cửa bên phải, cuối. Đây. Đây, này có cái. Nó bên cạnh kìa. Nó lấy chưa? Nó nhìn chín rồi. Nó bên cạnh. Cửa kia nhá. Cửa cuối bên... Em nhìn thấy một cửa cuối bên kia không? Thấy không? Đó, đến đi tới của đấy. Mà phải để xem là có con kia không đã nha. Đừng có mở cửa ra đi ảo đâu, cái là thôi ạ. À, em vừa thấy nó đi vòng này nè. Không có, đi thì. Đi thẳng xuống cuối luôn. Đúng rồi, nhìn vô trong trước rồi hay mở đấy. Đừng mở vội, chết. Phòng này vô rồi mà đúng không? Như phòng này vô rồi. Không về đâu. Là mình đi một vòng. Oh shit. Ui. Né. Ê, bậy đó. Đi chỗ khác mày. Đây, có hai cái này. Ép để... Cái gì vậy? Ép để lấy lon nước. Giờ nó diễn cái đó. Vậy là đi đúng chứ không phải đi vòng vòng. Xuống hầm á, tôi nghĩ là phải lấy hết lon mới xuống hầm giống kiểu nãy đấy. Là anh em mình phải lấy hết tất cả băng sau đấy mới đi xuống, đi tới phòng thang máy. Còn đối diện. Bắt đầu.
Đi đường nào? Ở đây bên phải, phải, phải. Ê, đi vô đi, đi vô đi. Nên mất rồi. Tắt điện, tắt điện, tắt điện. Nãy là mình chưa đi bên sang bên phải đúng không ta? Đừng bên này. Ừ, lúc đó mình ở đây đúng không? Ừ, sao rồi sao mình đi sang bên trái xong rồi đi một vòng mình chưa đi sang bên phải. Góc trái có cửa nhưng mà tôi sợ là ở đây có con nào anh em rồi. Ở bên này này. Nãy bên này chưa kiểm tra này. Ở bên này đi rồi. Ê, đi rồi em ơi. Chỗ này em cho ban đầu đi bên. Ê, đâu sao rồi. Yo. Chỗ này chưa đi chạy. What the fuck? Đối diện cái chỗ này đi á. Như có đối diện. Cửa đối diện á. Đó lắm đó con. Cửa đóng. Chưa đủ nước không xuống nào được đâu. Xuống dưới hầm nữa à? Rồi để tôi kiểm tra xem tự biết từ tí nữa tôi sẽ thử đi xuống hầm xem như này. Ok mở rồi. Ôi nó kìa. Đi vào đây, đi vào đây. À phòng đối diện bên kia chưa mở kìa. Tôi nghi là nó có. Ê con tao vào trong. Ôi có. Đi vô trong, trong nhà nhanh. Bên này. Vô. Còn ở đâu nữa nhỉ? Dưới hầm có này, gầm dưới hầm có nha. Anh ấy à? Nó vô không? Em cứ ở trong đó đi. Em cứ ở trong cái nhà đi. Ừ. Ở dưới hầm có mấy phòng nữa. Mẹ hồi nãy hên là tôi nhảy xuống rồi từ trên. Nó. Đây. Sau lưng. Ủa fan gì vậy? Không. Mẹ anh đâu? Anh trong phòng mà. Anh nói là ở yên một chỗ đi. Kệ nó chạy về đi. Em ở yên một chỗ đi để anh làm cho. Tí chỉ cần em bước ra ngoài em xuống hầm một cái là mẹ. Em chỉ cần bước ra ngoài em xuống hầm một cái là có cửa dưới này luôn này. Nó còn ở kia kìa. Chó đẻ. Dạ trên đây một con. Một con. Rồi núp này. Mà là bình thường sáng nó cũng tấn công á, nhưng mà buổi tối nó sẽ tấn công mạnh hơn á. Tối nó biến thành con kia. Hai lon lấy chưa lấy rồi, có một cái, có một lon thôi. Chắc chắn là cái lon đấy ở dưới hầm này. Em bị gì á? Bị gì? Cái con ở nhà có cái mặt cười á. Sao nó leo vô người em chết rồi? À vậy hả? Chắc là chết, chắc là giỏi đó. Ở lâu trong phòng hay sao? Cái tiếng thở ấy. What the fuck? Vậy là em chết rồi đúng không? Ừ. Ok, để anh làm hết chưa? Tôi phải kiểm tra trong phòng nữa. Cái con đấy mà chúng ta mà ở chung với nó mà nó nhìn mình mà mình nhìn nó là mình chết ngay. Làm mơ. Đéo có ra mặt ạ. Đừng nôn nóng. Nóng là dục tốc bất đạt. 8 cái rồi. Còn một cái tôi là cúc.
men. Ok, đẹp phật. Long cuối cùng. Yes. Ơ, mẹ hai long luôn. Ừ, được thôi. Thằng ở ngoài luôn kìa. Mẹ hên thế nhở. Mẹ vượt chỉ tiêu mẹ luôn đấy. Hai long luôn anh em ạ. Ừ, vượt chỉ tiêu luôn. Bây giờ chỉ cần tìm cái lỗ exit nữa thôi là xong. Lỗ exit nằm đâu ta? Vậy là nó làm cho con game này phải nhiều long. Ừ. Không phải là chỉ có một long duy nhất đâu. Mày nó cứ lối ra chỗ nào vậy? Giờ tôi đã không biết lối ra ở đâu. Biết lối ra ở đâu? Dưới hầm 1 đó anh ơi hả? Ở đây là hầm 3 đúng không? Đây là hầm 2. Vậy là hầm 1 ở dưới nữa à? Mẹ tôi cần phải tìm cái thang đi xuống nữa à? Thang nào đang nằm đâu? Long nữa. Rất nhiều long. Mười mấy cái rồi, 12 cái rồi các bạn. 12 cái gì rồi. Ừ. Nãy có cái đường đi xuống nào, chắc là sẽ có một cái đường đi xuống dưới nữa. Ừ, đang đi xuống. Anh nhiều thế đồng thế. Đây 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 đây, đây đi xuống này. Cái lối đi xuống như hầm luôn á. Em còn đường đi xuống nữa không? Nó đi lên. Hay là đường lên nó nằm ở trên. Đi xuống á. Ôi! Trong đó. Tôi ngu rồi. Ngu lìn rồi. Nhớ thấy. Rồi. Yes! Lại đi. Nhiệm vụ tìm chín lọ nước. Sau đấy là tìm lối thoát hiểm. Đấy là không cần đâu. Không chết được. Không có lòng nước nào. Cái gì nhá? Cái gì? Chết nữa hả? Yên tế một mạng đi chính là. Đi ra mà là. Nó kẹp đầu em rồi. Yeah. Gì mà nhanh vậy em, mới vô không làm được cái gì hết trơn vậy? Má vô với đủ đội hình cái gì vậy trời? Ê bạn ơi. Ê. Gì vậy?
ẩu cái gì với bà anh ẩu ẩu rồi đó. Từ từ đi xuống anh em ạ. Đi mình đổ lon nước đây xuống. Không là tính là thua thiếu đấy. Nghe được ngoài rồi. Rồi, giờ có kinh nghiệm này. Hồi nãy là do anh em mình thiếu thôi. Ngọc đã căng và bật chế độ gánh tim á. Ngọc quẳng mất tiêu rồi, gánh tim của gì nữa anh em. Ngọc lên lên đường rồi. Bán muối rồi. Hết trên này đã. Từ từ đi xuống kia. Nghe đi đeo mà vội mà vàng quá vậy. Mà vấp phải đá phải quẳng phải dây đấy bạn ơi. Ấm êm ngay, ấm êm. Bây giờ là 4 lon là khả năng xuống được tầng 2. À, 4 lon là xuống được tầng 2 đấy. Bà mẹ nó xếp mới chết. Đừng xuống chỗ nào nhá. Bây giờ tôi quên đường số rồi. Xong rồi, cúp rồi. Nhớ đi thẳng sang bên kia rồi phải. Ê trời, cái nhịp độ này thôi em. Cứ vậy thôi. Anh em cứ đi một vòng ấy đã, anh em cứ thoải mái đi anh em nhé. Đi vào ở đây rồi. Chứ khi nào mà xuống đây mà cái gặp nó luôn thì hơi mệt thôi. Rồi, cúc rồi, cúc rồi, cúc rồi. Rồi, 5 cái. Khả năng phần tờ chỗ này là 9 cái được. Nó chỉ có một phòng, căn phòng nó bị lừa ở trên tầng 3 thôi. Còn tất cả phòng còn lại nó đều ok hết. Điện cảnh sắp tắt đèn rồi. Làm sao hóa khủng hóa điên rồi. Yes. Vừa kịp lúc.
con này có chắc chắn nó cầu thang rồi. Nhanh 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 nhanh, tới. 9 cái, đủ rồi. Tôi một thôi. Cái gì vậy? What? Thằng nước bị bay bay vậy. À! Nó đủ rồi. Đủ rồi. Nó bay bay vậy. À, sao nãy ông lỗi vậy đi? Ê, tầm một. Ê, Shiba. Tầm một rồi. Tôi thấy cầu thang rồi. Đi xuống đấy. Chắc chắn là không có thằng nào trong đây. Yes. Nếu như giả thuyết của tôi đúng thì chúng ta phải là tới. À không, phải là cột mẹ được. Vì chúng ta chỉ cần di chuyển qua các phòng là được, là ổn thỏa. Nhom Win rồi. Dẫn vài Win rồi. Ta đẹp đây. Không cần đi tìm các phòng khác làm gì cả, anh em mình cần đi lối này là sẽ tới thôi. Trách trước. Ủa vẩn đi vô gặp hello vãi là chết cay rồi, cay. Yeah. Không cay đâu. Đêm nay trăng sáng, anh ngồi một mình nhớ em. Đêm qua anh vía vai dòng thơ nhưng em không trả u trả lời. Cây tre đầu ngõ đung đưa theo làn gió đẹp. Trăng vẫn sáng, gió vẫn đưa em chưa về. A homeless romanticist of my life, or I'll bite a couple so that God, I should think at the side. What? Qua rồi. Tắt đèn. Tắt đèn đi được không? Cái chữ hiện ra là khổ đấy. Ừ. Một đi xa ấy nhỉ. Đừng có thằng nào biết anh chơi lên cái cuốn này của tôi nha. Đi xuống kia luôn. Nhiều thời gian làm gì? Nhau đi hoài vậy? Hay nó ở đây? Đây. Úi xôi, tao lượm thêm hai cái rồi này. Này. Đấy, tao lượm thêm hai cái rồi đấy.
vừa thấy con thằng đi xuống rồi đó. Mẹ tí nó đứng ở dưới cành khóc. Khóc. Tôi vừa thấy bạn đi xuống xong. Mong bạn ấy đi lên rồi. Yes. Yes baby. Yes. Yes. Yes baby. Yes baby. Ông đồ chơi nào đây? Em đâu rồi? Gì? Tỉnh dậy đi em. What the heck? Có gì vậy? Mở đầu ra luôn à? What? Con không có câu cổ á. Con sâu quá. Cái gì đây? Có lần nước gì? À, nhiệm vụ là mở cánh cửa hết. À, nó bảo là gạt cần nè. Anh vừa gạt cần chỗ kia xong. Con nhỏ nào đây? Nào? Nhỏ nào đi. Mẹ con nhỏ nó cầm gì vậy? Rồi, tôi nghĩ là phải gạt ba cái cần cho ba cái đèn kia sáng lên. Sau đấy là anh em mới đi qua được. Em ở bên bên phải hay bên trái? Bên đây chưa? Tiếp. Ở đây có một cái cần đi. Ngọc chết rồi. Ở trong cái hộp có con gì nhảy ra. Cái phòng em vô nãy có một cái cần á. Trong cái hộp có sát hết á. Vừa thấy mày lò cái đầu ra nhá. Em gạt chưa? Chưa. Nó bay rồi nó xìm chết. Cái phòng, cái hộp cái bên cửa. What the fuck nó bay ra. Oh shit. Đó. Away. Bay đi. Ủa chết. Cái cần nó nằm kia mà. Hey. Quẻ chơi còn gì vậy trời? Trời ơi, mày đâm đi đủ chính. Đâm đi đủ chính mà ăn được tao. Rồi, không tôi rồi anh em ạ. Đi đây gần nó mới xin đúng không? Cút rất cao. Đi đây gần nó mới xin. Hay quá. Bộ vẫn hay quá. Ta chơi sớm vậy em. Không biết mà. À, phòng khác luôn. Gì đó rồi biết. What? Gà hay con. Mai vừa tới đã mở cửa em. Oh shit. Cái này có một con nữa này. Mẹ cho sao vô gạt cái cần. Nè cứ bò vô đi.
What the fuck, man? Ok, em làm như hồi nãy nha. Làm như hồi nãy anh làm nha. Đừng ở chết nha. Ở trên bên trái bên phải. Thôi xem thực lực của em coi nào. À mày quá dễ luôn. Gì đấy à? Rồi mày chết nữa hả? Lại chết tiếp. Người ta hướng dẫn vậy rồi á. Còn anh chết. Đâu có cái phòng này nữa. Thôi. Cái gì có nước vậy trời. Phải có cái gì để mới vô được. Có vậy thôi. Ủa nạn này ra này. Tôi ra ngoài tôi mấy cái anh em. Cái đấy phải có hai người hay sao á? Cái đấy phải có hai người, một người đi trước là chết, xong bị nó đâm, xong rồi người kia chỉ cần gạt cần rồi sau chạy ra. Nhiều em ơi. Tôi ba con. Ba con nhưng mà chỉ cần một người chết là được. Ở để anh bên ấy bên phải để em bên trái đi. Vô gạt cần thôi. Được chưa? Rồi. Đi ra ngoài. Bây giờ là đi vào đây ngồi xuống đi bên trái. Đây. Rồi xong rồi đấy. Đi sát vào. Vòng sang bên đây xong đi. Cách giữa con này với con này phải ngang nhau. Anh thử đi thẳng một đường. Bác thì thẳng một đường. Anh bị nó vẹo sang bên đây rồi đi vô vòng bên trong cái kia mới được. Thôi. Được.
Đúng đấy à? Ừ. Mé qua cái nồi xíu. Để em đi bây giờ. Bỏ đây. Cầm đi nước để cho chắc. Để anh cô ở trước đã, để chút. Cái đồ chơi là có ý đồ hết. Từ từ, ngồi xuống đã. Ngồi xuống đi mép mép bên tường, bên tường. Wow, đi mép mép luôn. Đi sang bên kia luôn. Rồi. Đây đây. Thử xem nào. Kìa. Thành công rồi đó. Tao nói rồi, cái em này nó phải không thằng hy sinh. Đúng không? Chỗ nào mà hai thằng toàn mạng đi ra được. Quá được. Rồi đó, mở cửa. Là tốt lắm. Okay. Này một mình không chơi được. Cái gì vậy? Wow. Một núi. Ơ, à, đèn xanh đèn đỏ kìa. Rồi, Coco va cô sư sô nô sư vi da. Tôi thấy mùi rồi anh em ơi, xanh được đi, đỏ dừng lại. Red light, green light, ôi trò chơi con mực. Đèn xanh là đi, đèn đỏ là dừng lại. Toàn né cái hộp nữa kìa. Nghĩa mẹ. Cái đội. Chạy 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 chạy. Chạy kịp đâu, chạy kịp, không chạy kịp. Mới giật súng chuông. Nó không chạy kịp, đây em giật chạy, không chạy kịp. Này có ba, này có ba người ha. Này có ba người gửi em á. Là phải đi nhanh á. Không, còn lúc nãy hình như là do cử động ấy cho nên bị. Từ từ thôi. Hồi nãy anh thấy là em cũng được ấy chứ. Em chạy vô cái em chạy ra liền, ngã luôn, chạy ra luôn. Hợp lý á. Ừ, tại em đứng gần cái hộp á nên là. Đây để anh để anh. Em qua đây đi, để anh làm nha. Em kiểm tra cái tập cuối như thế nào. Ok rồi, đi vô đi em. Ô, xong. Người ta nói là ăn thua là ở cái tốc độ em nhá. Tốc độ nha. Bây giờ em đi chơi. Mày nữa. Tắt tường.
Không bắt tớ. Đúng. Xong chạy đi. Em đó. Nhưng mà có búp bê đó xuất hiện là em phải chạy ngay lập tức. Được không? Ok. Nhà con nói ra là đó sao anh cũng chạy. Ừ. Okay. Tại vì con nó tới để đâm chết mình mà. Trời ơi, ba nó thằng Thanh Duy này cái. Lao quen. Một người ghét đó. Ừ, để anh gạt cho. Ừ. Anh chạy vô em gạt, còn em đứng ở ngoài em cũng lời được rồi. Hình như vô cửa này đúng không? Chốt đó, thôi. Đâu đi, cái này cửa bên trái này, thấy không? Ừ. Tí nữa em chỉ cần đi vô đây thôi. Ok. Ok. Giờ anh chạy trước nha. Chưa. Rồi. Ok. Thấy mà mày chưa? Gì đây? Không lấy được cái này à? Anh đâu ấy? Tìm cách để có thể liên lạc với người bên kia. Đồng đội. Hello. Thấy anh không? Yeah. Em đứng trên cái bục đi. Rồi. Đứng trên cái bục tiếp. Rồi, anh đứng em mới qua được. Rồi. Rồi. À, cứ đứng bên mình đi. Ừ. Kiểu như hai người giao tiếp nhưng mà không cùng phòng đấy. Anh nói chết. Rồi. Em đến qua, đến qua. Em giữ cho em. Ô, okay. Qua tới ngoài nè. Ừ, đi. Đây này, thấy chưa? Thấy được đường chưa? Rồi. Thấy rồi, thấy đúng không? Dạ. Ê, đâu rồi? Ủa sao đâu? Sao nãy tôi thấy Ngọc biến khuấy mặt ra? Chị chạy. Ủa sao nãy tôi thấy Ngọc biến khuấy mặt anh em? À! Chị vậy mẹ. Đúng không? Đâu? Nãy là anh gặp quái vật. Ừ. Đây là quái vật anh em ạ. Anh em thấy đấy không? Ờ, quái vật không? Để chút. Biết tạo nhiều ạc nhỉ. Anh mùng vô đây ta. Ô anh ơi, gì? Em biết con quái vật ở đâu rồi. Đâu rồi? Dưới em ạ. Quái hả? Ủa? Sao vô tới đây em còn ở ngoài chỗ cái cậu vậy? Ủa là sao? Ủa vậy nãy giờ em kẹt cho ông nào qua vậy? Qua nè.
Bao nhiêu ta? Ví dụ rồi. Qua rồi nè. Chui xuống ống nè, thấy không? Thấy không? Hồi nãy là tôi biết là Ngọc là quái vật, anh hiểu không? Tôi mới gạt cái cầu cho sập xuống để cho Ngọc chết đi. Anh em lúc lúc mà trước kia nó xuống nó biến thành quái vật đây, anh em thấy không? Tin tưởng nhau, hiểu không ạ? Ồ. Người ta gọi là thần giao cách cảm, anh em nhé. Thần giao cách cảm, hiểu không ạ? Ác vậy chứ. Ê, có phải là tôi qua đầu cầu rút phá đâu anh em? Bậy, tôi tính tôi làm nhiều cái chuyện đấy, anh em hả? Tính tôi là liêm khiết, anh em nhá, liêm khiết. Ta lại bể bơi tiếp rồi. Đi đâu bây giờ? Đâu bị chạy? Ai biết? Không dưới được. Không dưới được không? Không dưới đi. Yeah. Ê, có cái lỗ đi qua nè. Đi qua được đây không? Chui được cũng quay à. À đi bên kia. Nghe tiếng nước chảy bên kia. Ừ, nghe nước chảy bên này này. Nó sâu lên hả? À không ta. Nhầm. Phải rồi mẹ. Đi lên đi. Ngoài đấy có gì không? Này, lúc ban đầu anh em mình vô mà. Ngoài kia có gì không? Anh như còn qua kia đó. Thì thẳng ở kia luôn. Nhìn xem bên kia có cái đường đi nào không đấy. Nhìn đi mà thử. Em kêu à đây bên kia có đường đi kìa. Đi. Đấy. À. Có bên kia luôn. What the heck? Chỗ này có con rắn không vậy? Sao vậy? Có lần rồi tôi ra cái màn này tôi bị ám ảnh con rắn này các bạn các bạn. Để đi đường nào? Trái phải đây. Ê, như tôi đó, đi. Đây này. Thôi đường đi lên đấy. Ui xôi ơi, có chuột nước em ơi. Yeah. Ui. đã sướng sướng có cầu hả? Ơ làm sao để mở cái này ra? À phải là cái này hay sao nè? Cái gì? Ờ sao đi vô đây nhỉ? Hay là em bên kia bên này đấy, ấn từ sao nào, thế nào? Em xem bên kia đi. Rồi. Ồ, ấn cùng lúc. Ui dồi. Nhiệm vụ là gì? Làm sao để băng qua chỗ tàu bên kia à? À. Nhảy xuống được không? Ủa em đâu rồi? Từ em chưa vô. Đang lát nè. Lát nè em. Yeah. Rồi. Ở xem lát cái gì? Yeah. Ủa cái gì? Ai? Lên lên lên. Ai? Xong rồi, go! Yeah. Ui, con gì? Toàn.
Thôi anh đi rồi em cũng đi luôn đi. Chị đi vô đây hả? Ừ, nó đi đường đó đấy. Hả? Nó sau lưng em á. Sắp tới rồi. Không leo lên được vậy? Nào. Đây. Rồi tới rồi. Sao? Rồi tới cái gì? Ôi sao đi qua bánh được ta? Nhảy xuống là không lên được đâu. Giờ tìm cách để băng qua kia. Có cầu hay gì đâu? Cầu á? Ô gì nữa vậy trời? Ê. Đâu đây? Ờ, nghe tiếng gì? Ôi! Ôi! Gì? What the heck? Gì nữa vậy? Mới vừa gặp con chó á. Đi. Em ơi. Toàn ngọc rồi. Dạ, sao nó bắt em vậy? Vì em đen. Cái gì vậy? Rồi, này đi em đi. Chui vô á. Không, cái lỗ đó là lỗ mà nó chui ra đấy em. Ủa? Mình phải đi thẳng tới cái cửa mình mở luôn. Để em dưỡng chạy anh. Tắt nhạc là nó ra đó anh rồi sao? Có nhạc à? Nhạc kia mà, nó phải nhạc kia. Hay là em dục nó chạy đi. À. Từ từ, kế hoạch nó như vậy này. Kế hoạch nó như vậy. Em sẽ đi vô cửa bên trái. Ok không? Cửa bên trái nha. Rồi sau em chạy xong em dục nó ra. Em cố làm sao để em chạy, cho nó chạy sang đây này. Em khoa bên này nè, thấy không? Để anh từ khoa bên này anh chạy thẳng vào luôn. Thấy không? Ok, vô đi. Anh sẽ ngồi đây. Chạy vào khoa bên phải nhá. Mày mày. Kiki. Nó chơi dễ đấy à? Kiki. À, nó chui rồi. Nó chui vô rồi. Mẹ không mở cửa được cha. Không mở cửa hả? Không mở cửa được hả? Không. À nó đi một vòng rồi nó chui vô hả? Nó chui vô rồi đó. Ui là phải đi qua bên kia sao? Không mở cửa được. Không mở cửa nào mà hết. Phải đi qua bên kia. À em anh ấy cái chết tiêu chưa? Đấy nó rồi. Bị gạch một cái rồi đúng không? Ừ. Em bật cái gì bên đây nè, bên trái nè, nó có đỏ đỏ. Kiki nữa không nghe. Đừng, bên phải rồi, bên trái đi. Nó có cái cục màu đỏ. Vậy thì cục màu. Ôi nha. Chạy mẹ đi.
mày rồi, cút mày rồi. Cút mày rồi, cút mày rồi. Mày làm gì tao? Mày làm gì tao? Đi tiếp được không? Em đi đi, em đi đi. Em không được. Anh chết chưa? Chưa, anh đang bị con này nó đứng đây nó đứng đây nó lát rồi. Nó lát rồi em ơi, làm gì làm đi. Làm gì vậy? Đâu còn gì nữa để mở đâu. Mở con. Ai con bên này đâu rồi? Em quẹo sang phải em mở cửa được coi, anh ép mở cửa coi. Không được, được. Có cái nút đỏ thì nào không? Hoặc là em chui vào trong chuồng chó xem như thế nào. Hai con ở đây rồi. Giờ nó thằng quân kia kìa ông nội. Phải phải phải, đi tiếp luôn. Được không, được không, được không? Không được. Nhưng mà nó gạch hết một máy đúng không? Là sao? Flip power stick power station. Đi. Bà mẹ nó chơi cái này thì sao chơi chứ. Làm gì làm đi, làm gì sao cho nó ra khỏi đây đi em ơi, tư duy lên. Kì. Đừng có dụ nó nữa, anh nó đang lạc ở chỗ anh rồi. Em làm gì em làm đi. Đường đi rồi. Đường đi rồi là sao? Đâu còn chui vô đâu được nữa. Chết đi cho nhanh. Hết đường đi rồi nha. Có đường sao không có đường. Em coi kia mở hết hai cửa rồi không được. Vậy à, em em chạy sang bên phải rồi em chui vào trong góc á. Có là nó bị lag bên phải nha. Sau cái ghế á, em cứ đứng ở sau cái ghế là nó bị lag. Chạy vào trong luôn. Để anh khám phá cho. Kéo bên phải nha. Kiểu gì nó cũng hai đứa sẽ gặp em ở đó. Làm sao để luồn vào trong góc bên phải. Góc bên phải nha. Đứng sau cái ghế luôn. Cái ghế mà ghế dài á. Cái dọc dài á. Đứng sau cái ghế luôn. Đứng trong góc bên phải. Biết tay phải không? Ừ. Bây giờ em luồn lách làm sao mà đi vào trong góc bên phải cho anh. Đi vào trong đi. Từ, đợi nó ấy đã. Đợi nó đi một vòng đi trong vô trong hang đã. Rồi em hãy đi ra. Em đi vô. Chạy vô, em chạy vô, đợi trong được, chạy vô luôn. Em phải luôn. Phải luôn nha. Trong góc, đúng rồi. Bên ở trên nữa, Cái bảng cái bảng xanh luôn, không đừng leo được ghế. Rồi. Lát rồi một con rồi, từ đợi hai con đi. Mày vô đây. Đợi hai con đi. Rồi hai con rồi á. Chưa. Em nhích làm sao để dụ hai con đi. Anh thấy hai cái con kia vẫn chưa khống chế. Nó nhìn em. Vốn mắt nhìn chưa. Vậy em nhích càng cái nữa là bay người mà. Không, em chưa khống chế được hai con. Nhưng mà con kia nó có đang đi lại gần em không? Nó đang đi lại gần nhưng mà nó đi không giống như hồi nãy của anh là nó ấy. Đứng bên trong đi. Từ. Em cứ di chuyển tới lui nhẹ thôi. Đó. Ừ. Đúng rồi. Để nhích vô một tí. Cái gì tí nó cũng sao đi sang bên đấy thôi. Từ nha. Chưa thấy nó đi qua bên đấy của em. Thấy người đẹp nhìn mày á. Thấy nó đi. Ui.
Nó quen chưa? Em nhích nhích thử coi. Nó kêu rồi. Rồi. Bây giờ nó bị khống chế rồi đó, nó bị khống chế rồi đó. Nó sắp ngoẹm cái đầu em rồi. Thôi, để. Chào bạn. Còn bị hói. Mấy con tóc à? Mẹ, đóng rồi. Sao mày tối vậy? Sao mày trở lại? Ê, đường sang bên trái này. Bên này. Rồi. Đứng yên giữ hai thằng đó lại cho anh. Chỉ dùng pin này. Flip power switch for station B là gì? Ok. Hình như hai cái ok rồi đó. Đi từ 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 để kích hoạt cái cuối về rồi đi này. Rồi. Nhìn hoài ngại bạn ơi. Nó đóng băng cái skill này rồi. Thịt keo cứng á. Lên tàu. Anh biết em. Tạm đi. Bỏ lại em về con này anh. Tạm biệt em. Hiện tế. Yes. Quên rồi đấy. Chào mấy bạn, mình sẽ ở lại đây với hai bạn luôn. Cái gì dằn không anh? Cái gì á? Sao hai? Ủa chưa qua hàng á? Đây. Chưa qua mà. Ai còn khoe đó kìa đời. Hoàng ơi. Không sao, để phần này cho anh. Còn khoe nữa. Em lao chết chứ anh chết rồi. Wow. Mình ra chơi hai bạn nha. Uầy, cái này phải chơi 3 người mới ra mới win ạ. Đúng không? Phải đứng trong góc để cho nó người còn lại là phải đứng trong góc để cho nó ấy nữa. Uầy khó đấy. Khó đấy. Còn đúng màn này thôi ạ. À tôi chưa gạt cái kia. Làm như nãy thì mới có thắng có thể win được chứ mà với độ tinh nhạy của hai con kia thì khả năng là không qua được màn đấy nếu không sử dụng cách đấy đâu. Đầu tiên em chạy thẳng lên phải đi. Chạy luôn. Trước khi nó ra, chạy luôn vào luôn. Từ, nó ra. Rồi, vô. Rồi, tiếng chân đây. Alo. Anh dụ đi, anh dụ đi. Thôi bạn. Kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Còn một con nữa, còn một con nữa. Từ khi nào bảo anh bảo nhích nhích là tí, em nhích nhích nha. Con kia chưa tới. Rồi, nhích là tí. Rồi. Ok.
đóng băng nó ra đi. Này nên nó đi đâu đây? What the fuck, chỗ này đi đâu đấy vậy? Có cái đường bí mật đi đâu đây em nè? Để chú để anh đi xem nó đi đâu đấy. Ôi anh ơi, em biết tích chừng. Chứ anh đi qua chỗ nó hay sao á? Ờ, lùi lại đi. Đúng rồi. Đi qua chỗ em đúng không? Chiêu đèn em ông nữa rồi đó. Nếu mà tôi để dụ nó để nó để Ngọc ra thì khả năng nó hay dí tôi chết luôn. Xong rồi nó quay lại nó dí. Xong rồi nó quay lại dí Ngọc chết. Xong chết hai đó luôn. Kiểu gì cũng chết rồi anh em à. Thôi thì ủa ở trước cái hoàn bí này là gì? Kiểu gì cũng đi thôi. Với lại nó chỉ cho tôi 10 giây để tôi quay trở lại tàu thôi. Nếu mà không đi thì khả năng oảng. Eo, nó vẫn đuổi theo kìa. Tạm biệt em. No. Tạm biệt gấu Lisa nhé. Tạm biệt tỏ trắng xinh xinh. Nay tôi vào lớp 1 rồi. Nhớ lắm, quên sao được. Trường mầm non thân yêu. Mầm non nhé, không phải mầm non đâu. Đi thẳng như nhưng không muốn chuyện xảy ra. Nó sẽ không tấn công mình. Vừa thấy nó hay sao á? À không, cái bạn. Ui mẹ gạt 3 cân luôn ạ. Tao lại mày, đừng chạy chui vô đây. Tao lại mày. Ôi chết mẹ. Nó đang ở trong này. Còn một đường nữa. Mày ở đâu? Một cái nữa thôi. What the fuck? Nhà căng quá vậy. Ở đây đây. Ai xì bà. Game này cần sự bình tĩnh. Đừng gấp. Em cứ núp ở dưới, khi nào nó lòi đầu ra hoặc là chưa lòi đầu và em cứ chạy vào. Nó sẽ không chạy kịp em. Không thấy là lao vào luôn. Đứng đây, cửa để sẵn đây. Có cửa để sẵn này. Nó mở một cái là em lao vào luôn. Hiểu không? Lao vô ngay lúc hai con kia đang gớt xuống á. Từ từ. Rớt rồi. Ok. Nó kìa, nó đang đi vô rồi. Rồi nó đi vô kìa. Còn con nữa. Rồi đi vô. Rồi. Duy cưng. Em nhích làm tí.
Hai đứa. Mũ hèn, cái bẩn, ăn bẩn. À, gì, anh mặc đáy khai gì. Ba bốn người mới win ha. Vậy nó để chế độ single player làm gì cho anh em? Nó để chế độ chơi một mình thì làm gì? Ở game này có chế độ single player đấy. Đó là kìa. Còn nó có một... Em nhích ra. Ơi nó tới nơi rồi. Ôi. Không ăn rồi đúng không? Chưa thấy em. Chưa thấy em. Nhưng mà con này kế bên em rồi. Biết rồi nhưng mà chưa thấy em. Rồi ông kia thấy em rồi đã. Nhích ra tí. Nhích. Đó, từ từ. Đừng nhích nữa. Không được rồi. Con kia nó không thấy em. Con này nó kế bên rồi. Em bảo nhích là nhích luôn chứ đừng hay là ấy nữa. Kêu bạn mày ra đây. Từ để. Ông đi và xuống phía thấy ta. Đi lên lên chỗ anh chứ. Rồi, thế. Ok. Nghe tiếng cầm là biết. Ngậm cái ghế đó đây. Xuống nó ngậm cái ghế. Là phải lợi dụng bug game để chúng ta win. Cái game này là không thể win theo cách bình thường được. Thì khi nào bạn là pro player hoặc là bạn cực kỳ may mắn. Còn chúng ta có bug chúng ta xài. Biệt. Biệt em. Có người hy sinh thì mới có người thắng cuộc được. Kế hoạch của chúng ta thế này, chúng ta sẽ đi vô trong rồi sau đấy chúng ta gạt cái cần đầu tiên ngay lập tức để đi ra thật nhanh. Tại vì con đấy sẽ bị gọi là phải biết cái chu kỳ của nó đi như thế nào. Đường nào vậy? Đang đi vào chỗ lỗ, cái lỗ kia là đẹp. Chúng ta sẽ căn cho nó đi vào cái lỗ này đã. Thì chúng ta sẽ đi ra. Chúng ta gạt xong chúng ta sẽ căn nó đi vào lỗ này đã. Chúng ta sẽ đi ra và đi vào cửa. Ủa em chết em phải chuyển qua cái cam của anh đúng không? Sao chuyển qua cái cam của con này rồi? Chuyển nó xong đi vào đây. 2 phút nữa đi vào đây. Ta sẽ mở cửa. Đã đi cần. Nó chạy ra. Yes! Win chưa? Win rồi! Yeah.
đúng 12 giờ tối luôn á. Bây giờ là 0:00. Tôi lựa giờ phá đảo anh em nhé. Ê anh em, quá mệt rồi. Ơ anh em đã xem, cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt.